Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ, nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo, nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ, nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo, nên lìa mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ, khổ nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả bị lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả này các thiên tử bị lìa thánh đế khổ nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa tất cả pháp môn đà la ni pháp môn tam ma địa này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa quả vị độc giác vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa quả vị độc giác này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa trí nhất thiết trí vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa trí nhất thiết trí lại nữa các thiên tử vì lìa bốn tịnh lự nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này các thiên tử vì lìa bốn tịnh lự nên về pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh vì lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh